xin chào các bạn, đây là sản phẩm iPad Air 2 mà bên mình đang bán. Rồi, đầu tiên cái loa này rất là to. Rồi, thì mình xin giới thiệu về hình thức tổng quan mà nói trước nhé. Sản phẩm rất là mỏng, nhẹ. Đây, hình thức các bạn có thể xem qua, hình thức về cơ bản rất là đẹp, có góc này, có góc không bị sứt, nó hốc gì. Cái con iPad Air 2 này thì nó chạy iPad OS 14 các bạn ạ. Đây, nó có hai loa ở đây rất là to. Nó sẽ chạy iOS 14.4, iPad OS 14.4 các bạn nhé. Rất là mượt. Và màn hình con này đẹp hơn cả con Gen 5 các bạn ạ. Mặc dù nó ra đời cũng khá lâu rồi nhưng mà bây giờ nó vẫn chiến được gần như là hết tất cả các cái các bạn ạ. Thì sản phẩm này bán ra bên mình sẽ tặng củ sạc, dây sạc và bao da. Lỗi 1 được 1 trong 30 ngày, bảo hành 6 tháng. Các bạn có thể nghe qua cái loa của nó này. Con này màn rất là đẹp các bạn nhé, màn cực kỳ đẹp luôn. Chạy iPad OS 14 nên là nghe rất là hay và nó có thêm cả vân tay nữa nha các bạn. Ở trên đây là phần giới thiệu về iPad Air 2 bên mình. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có thể nhận được sản phẩm tuyệt vời và có bán hàng của mình. Có bất kỳ vấn đề gì các bạn có thể chat về shop hoặc là liên hệ hotline 0918773. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có trải nghiệm mua sắm thật tuyệt vời.